Bác nào đây? Thường. Đây, chắc là số đây rồi. Bác à? Chắc số với tên đây rồi. Nghe là nghe muốn ở đâu? Bác thích cái gì thì cứ liên hệ, tôi đích biết ông là ai đâu. Mai mới thấy lên. Bác à? Bốn cái này. Nghe là nghe muốn ở đâu? Hai cái xanh, ba cái xanh với một cái lục vừng. Đấy, là cây của ông đấy, thấy trên xe này. Bác nào thích thì alo hỏi giá nhé. Nếu mà ông ấy ra đây thì tôi hỏi giá trực tiếp luôn. Không, các bác thích thì alo, thiện chí thì alo, cần gì đâu, đã máu thì cứ số mà quất. Chiếc của Vời chắc chuyển ra sang đây rồi. Vời. Đây, sang bên này. Quay bên này. Để hết rồi. Chào Hiền Huynh. Hiền Huynh cho hỏi cây này của ai đấy? Sơn Thời. À, vừa rồi này làm lên cây gớm quá nhỉ. Sơn Thời đóng cây này bao nhiêu đây? Mấy chục đây. Vâng. Sơn Thời chạy đi đâu rồi anh nhỉ? Cây này bảo bao nhiêu anh nhỉ? Hai à? 12 triệu. Đồ này VIP quá. Đồ này hàng họ VIP quá. 25 triệu rồi này. 25 à? Đấy. Đọc số luôn thì bốc hơi đi nhỉ. 0936 0936 292 292 377 377. Đấy. Tuyệt vời. Con này phải hơ ngọn này. À, đấy, đồ hai người khiêng này, hai cái ngạnh. Đấy, cái đồ này mà bắt phải sướng. Sao làm được? Được, đây. Đấy, nó các cái phần sẹo này nó chưa bo lắm, nó chưa nhìn cảm giác nó còn kinh. Nhưng mà nhìn răng dấp này là ngon rồi. Được. Ngọt nước rồi. Ngọt nước, mặt nào cũng gấu cả. Sau là tạm được. Đẹp. Sau thì đục một chút đây này. Đấy, nhưng mà mình muốn là thằng này vì sau kia nó lôi. Tự nó lôi này. Ôi tròn. Anh à? Ôi chèo. Ôi cu. Đổi. Ô mới đây. Đẹp quá nhỉ. Đấy. Đẹp. Cái này nuôi càng có tiền. Cái này nó chuyển ác này. Cái này là tôi là khỏe anh ạ. Càng nuôi càng lấy tiền đây. Con này ngày trước là họ bản thân nó là hòn đá đấy, còn nó gự ra đây. Hòn đá gự ra. 2 năm sau gặp lại không nhận ra cái này. Nó đang khỏe lắm này, đang khỏe như bấm mày. Nhưng cái thằng này mấy cái dễ này nó lôi chết thôi. Mấy cái dễ buông này nó lôi chết thôi. Còn nó chạm mấy đâu. Này toàn cái đẹp. Tầm độ 2 năm nữa là tương đối bằng cái gần phải đấy. Gần nó không phải là ngoa gần bằng cái này. Đúng rồi. Lôi kinh. Dễ nó lôi. Nó khỏe hay. Cái này là phải hạ đây rồi này. Hạ đây là ngọn này. Con này tay ba điểm dưới này này, tay ba lên này, con này hết này.
À, độc cái xe nó mệt tí này. Đấy nhìn này, nhưng mà độc vậy mệt tí. Cái xe này là đưa vào đây mà cái xe này nó độc đi mệt tí. Độc bé xíu ấy. Đâu nó móc cái này lại đây, cái này nó đây đây. Đấy, đẹp đấy. Này là đang tuổi ăn tuổi nhớn này là nuôi thích. Chất lượng cao đấy. Nuôi là không bao giờ lỗ. Lì mà nuôi thôi. Quá đẹp. Đẹp quá. Anh ơi. Đấy. Anh ơi. 5 triệu chú ạ. 5 triệu ạ? Vâng. Trong này 5 triệu. Mang vào sửa này. Hai thân đẹp rồi. Đấy. Đẹp đấy. Đây cái anh này. Các ông thế thì các ông chạy ngay. Các ông có tiền thì không biết, nhưng mà chơi vui vui mà vài triệu cây là các ông sợ. Mình cũng hiểu tâm lý. Gì đấy, xúc à? Kinh phết nhỉ? Quại bên. Chấp lại được ấy. Làm cái long được ấy. Đấy. Nói xong đều bán, với sau là bán còn cho mình còn rẻ hơn, rẻ mất mẹ nó đô 2 triệu mấy ấy. mà lại nuôi mất từ trong năm đến giờ, cái lúc đến là tháng 11 tiền nhé. Con này lấy bán lúc mấy là nó bán là nó so với cái giá bây giờ là rẻ mất 2 triệu rưỡi. Mà còn nuôi mất mấy tháng. Nó là vậy, cái cối nó là vậy. Nhưng mà tại vì là chung nhau. Cắt chìa khóa, chúng tôi trên nào điều khiển cửa cuốn. Cây đẹp đấy. Ô tô thì muốn bán người thì không, muốn bán thì nó bảo là bên em phải bán nhiều tiền hơn. Chung cái cảnh chung nhau nó thế. Chung nhau khó lắm. Em đây mấy cây chung nhau mà mình thì nhiều lúc bí. Bảo hay là bán được giá rồi bán thì nó bảo thôi cứ để đấy, để sau này có khi lại làm được con ô tô không ạ? Mẹ. Và thế thì bây giờ tư duy cao thế thì mình. Mẹ, bây giờ cây nó nhàn nhản đẹp thấy hợp lý là thôi cho lên đường này còn vào cái mới. Rồi, vào cái mới anh ạ. Chứ còn mẹ bây giờ mình bú làm sao với mấy cái ông mà bán cái tỷ cái được. Anh ơi, được giá bán mình đi làm con cung. Đấy. Đấy là cái mua ở nhà mình mua đi chợ thì về. Thanh khoản nhanh nó còn hơn là cái ông mà bán được giá sau này. Còn tiền mẹ mới tiền về trước người là quan trọng, mình phải thanh khoản ngay mình đi bán. Đấy, cây của vời. Nó thích thì alo nhé. Gấu đấy. Đồ ấy nuôi là nó biến nhanh lắm các bác. Điều là ai nuôi thôi. Anh à? Ai nuôi đấy là ba cục dưới. Đây, con này ba cục dưới. Con này là hai cục dưới. Đấy, hai cục dưới. Con này là bị không nảy ngọn mấy này. Đã có cắt bỏ thòng mấy lần mà nó không ra. Đầu cắt dài như này xong là bị chai mẹ. Đấy, nhưng mà có cái đấy là lên được rồi. Mấy là còn có cái này, nhưng mà vì sao mà nảy lần này lấy không được. Mình đang nuôi cái này mình không muốn cắt, nếu mà cắt ép nó là nó sẽ nảy ở đây ra ngay. Nhưng mà đang nuôi hai thằng này không muốn cắt. Hai đôi tay phải giật nó cơ. Đấy, đồ mini đang hot đấy. Ngoài vô mua đi. Đang rẻ đấy. Ngoài đang dễ tính báo rẻ đấy. Em bị ghế nhá. Đấy. Đồ này lên đấy có khi nó bảo 40-50. Nhỉ, yeah. Đùa đó. Con này là phải làm.
chất lượng. Đấy, quay hết góc bên này rồi. Bây giờ sang chỗ các bố bên này, bánh lật nốt cái má bên này để cho xong rồi đi uống nước các bác nhé. Công việc ngày nào cũng vậy, phiên nào cũng vậy, không phải ngày nào cũng vậy.